Xin chào các bạn nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bạn một bộ má phanh. Cái này là hàng dân thợ mình hay còn gọi là cái hàng này gọi là hàng cánh buồm. Đây, cái này nó có cái giống cánh buồm thì mình hay gọi dùng hàng cánh buồm. Nhưng mà thực chất là cái má phanh này lắp lên rất là đảm bảo nhé. Con này là má phanh trước của to ta dây này. Đấy, mạt của nó này. Đảm bảo lắp lên không bị kêu mà cũng không bị ra mặt đen nhé. Đấy mới là lắp lên, đấy mới là hàng chuẩn, kể cả mình đi nóng nó cũng không bị lứt má. Hàng rất chuẩn đấy. Đây là bộ má phanh trước. Thì đây là em giới thiệu với các bác, nếu các bác có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0769086333 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.